có bà con anh em dòng họ lại khám cho nó giùm cái nha. Đó, bệnh viện mà thắt đứt đủ má cái cuộc đời gì kỳ vậy trời. Đây, tai nạn người ta đây. Đấy, người thì nằm như thế này đây. Tai nạn như thế này, chỉ cần ra sơ cứu xe cấp cứu gần một bên, chỉ cần chở người ta đi thôi. Bệnh viện gọi là bệnh viện Đức Minh, Đức Minh. Đức ở đâu? Đó này. Đó, mọi người anh em có bà con thân thiết lại khám ở bệnh viện này đi, coi hiểu cái lương tâm nó nằm ở đâu này. Đây, bệnh viện phòng khám đa khoa gì Trần Đức Minh nha. Coi lại giùm nha. Tôi vô tôi năn nỉ từng y tá một, tôi kêu luôn không ra là không ra đây. Những người tai nạn này không liên can gì tới tôi hết. Đây nè, bao nhiêu người ở đây, bao nhiêu người nhân viên ở đây. Tôi xin mời và yêu cầu y tá tiếp giùm, chở người đi giùm, chi phí sẽ có người trả. Có đâu mà làm người ta vậy, mình mặc áo y tá mà cấp cứu ở đây để làm cái gì đây. Không có một người nào ra chợ giúp hết. Từ đầu chí cuối người ta tông xe bao nhiêu lâu nay người ta nằm đó như thế đó đó, mình vẫn không ra sơ cứu cho người ta. Mặc áo toàn bộ là áo y tá trốn cho phòng không làm cái gì. Coi lại đi, coi lại bản thân cuộc đời của mình lại đi. Đừng bây giờ lại cái bệnh viện phòng khám đa khoa Đức Minh này nha. Những người này không có bà con thân thiết gì tôi hết, nhưng mà tôi thấy tôi bức xúc giùm đó. Vừa vừa phải phải thôi chứ. Xe cấp cứu nằm đây, người nằm ở đó, không có một người nào lại hết. Sống cái kiểu gì vậy? Làm bệnh viện làm cái gì? Bệnh viện tao thấy thì muốn năn nỉ quỳ lại không đứa nào ra hết trơn. Mặc áo trắng cho đẹp. Tức chứ. Áp nhau đi khám bệnh viện này đi. Coi lại kỹ giùm cái bệnh viện Trần Đức Minh này nha. Cái tên Đức Minh này không phải là Đức Minh đâu, mắc Đức á. Người nhà nó bị rồi nó làm sao? Nó gãy chân rồi không thể ginh được, phải nẹp nó mới ginh được. Anh có điện xe chưa anh? Tông xe, tông xe nghe ngã tư à. Ông mẹ người ta sống bằng lương tâm, nó sống bằng lương tháng, để mẹ nó nằm ở đó. Người nằm ở đây, bệnh viện nằm ở đây, xe cấp cứu nằm ở đây, kêu chở ra đợi người, nó không biết. Mặc áo trắng không à, sẽ phải có nẹp đi ra, nẹp người ta cái đi, trước tiên cái đi. Đúng rồi, bệnh viện Trần Đức Minh á. Đối diện chữa cháy á, phòng cháy chữa cháy á, đi ra đây đi. Ra đây rồi biết. Ủa, Mỹ Phước rồi cũng chưa qua hả? Chưa, mà nó bệnh viện ở đây nó không ra mà. Em mới chạy vô kêu ở trong. Ai đợi chưa? Trần Đức Minh, bệnh viện Trần Đức Minh nha.